Một vấn đề kim nữa mình chia sẻ chị em thì chị em có thể là dùng kim mát nè, để mình phun ha, kim mát cái lỗ nó to, mực nó ra nhiều á, chị em phun mặt kim mát. Còn nếu như mà kéo sợi thì chị em dùng kim VS này, chị em kéo sợi ha. Thì kim 1 nó có hai cái mã là 0.25 và 0.3. Thì chị em hay hỏi là cái da nào thì hay dùng cái mã kim nào cho phù hợp. Thì các chị em á, nhớ nguyên tắc đi. Nếu mà da mỏng như da mình nha, da trắng, da mỏng nè, thì là da nổi những cái mạch máu, thì mình nên dùng cái phi kim to để cho da đỡ tổn thương chảy máu. Phi kim to ở đây là phi kim 0.3, 0.35 mình dùng vẫn tốt ha, 0.4 dùng vẫn tốt luôn. Còn những cái không da mà da giống như da dầu nè, da dày nè, thì chắc chị em sử dụng 0.25 đến 0.3. Nếu 0.25 mà cái phi kim nó nhỏ quá đi, nó lâu á, thì chị em có thể thay bằng 0.3. Còn cái da mỏng giống như mình nè, muốn cho cái da mà nó chanh ăn màu, thì các chị em có thể là 0.3, 0.35 và 0.4 cũng được ha chị em ha.